Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Nguồn tin sau đây cho hay, giáo sư Ngô Bảo Châu trở thành viện sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng nhất của Pháp. Theo như tờ báo Vietnamnet ngày 15 tháng 3 năm 2020 loan tin, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán tại Việt Nam cho biết, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chính thức trở thành viện sĩ tại Collège de France, một trung tâm nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất của nước Pháp. Theo đó, thì giáo sư Châu sẽ là viện sĩ trong lĩnh vực nghiên cứu về các dạng tự đẳng cấu, đồng thời ông cũng là giáo sư của Collège de France. Collège de France là tổ chức nghiên cứu và đào tạo nhiều lĩnh vực, được thành lập từ năm 1530 với những thành viên có những bộ óc ưu tú nhất của nước Pháp. Hiện tại, trung tâm nghiên cứu khoa học này có 52 thành viên là 52 giáo sư thuộc tất cả các lĩnh vực như toán học, vật lý, sinh học, hóa học, khảo cổ, ngôn ngữ học, lịch sử và nhiều lĩnh vực khác của các bộ môn khoa học, nghệ thuật và nhân văn. Trung tâm này đã có 21 nhà bác học được giải thưởng Nobel, 8 nhà toán học được trao tặng huy chương Fields. Giáo sư Ngô Bảo Châu là người Việt đầu tiên giành được huy chương Fields. Ông cũng là một trong những giáo sư nổi tiếng nhất của Việt Nam được thành danh sau khi ra ngoại quốc học tập và nghiên cứu. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.